Sau đây mình sẽ review hướng dẫn cách nấu cơm. Đây các bạn. Đầu tiên mình sẽ vét hết cơm thừa ở trong nồi ra. Cơm còn dư lại ở trong nồi nè. Đầu tiên mình sẽ vét ra. Vét ra một cái chén nhỏ. Đây mấy bạn, mình đang vét cơm đây. Rồi, để lát lên nha mặt cho. Tiếp đến mình sẽ ngâm cái nồi cơm này.